Xin chào các bác, là hôm nay là em quay cập nhật sản lượng mũ của vườn áp khí năm thứ bảy cho các bác xem. Mũi khoan này là mũi khoan thứ tư của lượt khí đầu tiên, chu kỳ chóp thứ hai nhé các bác. Thì hồi sáng nay em không lên quay cập nhật sản lượng những cái thao tác chút mũ với lại sản lượng mủ cho các bác được thì chiều hôm nay em lên em quay phiếu đọc phiếu cho các bác. Là mũi hôm nay là được 155 kg này. Đó, độ là lên được 36 này giá là 370, số tiền là 2.064.000. triệu Mũ chén là được 51 ký. Đó, giá 18. Đây, đi đây nhìn đây cho rõ. 18 là được 918.000. Tổng cộng là ngày hôm nay ấy, phiếu ngày hôm nay là 2.982.000. triệu Tổng số cây là 1.200 cây nha các bác. Đó, cái em thông báo cho các bác là cái mũi đầu tiên ấy là của cái lượt khí thứ hai à lượt cái chu kỳ chóp thứ hai ấy là cái mũi đầu tiên đấy là mình bơm khí vào được 110 ký một ngàn hai trăm cây mũ cực ít còn nhảy phát sang lượt kia lần khoan thứ hai là được 277 trăm ký đó lần khoan thứ ba ấy là được 219 trăm ký lần khoan thứ tư là được 155 trăm ký là, là là mình cộng ấy, sản lượng của bốn mũi này này lại này là mình chia ra cho bốn là ra được cái sản lượng trung bình của mỗi một nhát nãy em cộng thử là được à, 190 kg nhá. trên một nhát mình chia ra, chia ra chia ra thấy thì cái sản lượng mũi như thế là bằng với mình cạo truyền thống rồi. Với lại độ là đã được nâng lên cao như thế này. Với lại so với cái sản lượng của bên uh, viện nghiên cứu cao su đưa ra ấy, thì thấy là là, 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 là cao hơn uh, 30% rồi. Thế là ok quá rồi, xong là về mình tiến hành là mình đi uh, bơm khí lại thôi. Thì bây giờ mà để để, để mà mình khoan tiếp lại mủ rất chỉ là ít đó bây giờ là mình bơm vào cái cái thời điểm như thế này là cực kỳ là hợp lý nha các bác tính được như thế là bảo đảm là vườn không bao giờ độ thấp đó độ lúc nào cũng cao sản lượng là cũng bằng hoặc là cao hơn mình cạo truyền thống là ba chục phần trăm từ 10 đến 30 phần trăm thì bây giờ tiện đây thì thông báo cho các bác là cái 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 bề b sang tháng thứ hai là ghi sang sang bên này Đó cái, cái 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 sang tháng đầu tháng thứ ba chứ Đó cái đây là em khai thác Đây là cái sản lượng mù của tháng thứ nhất À thật thứ hai này à, Khai thác nha Tháng đầu tiên ấy là khai thác vào tháng 6 này Bắt đầu từ mùng 6 tháng 6 ấy Mùng 6 tháng 6 là em bắt đầu là Khai thác Đến ngày 28 này Sản lượng cái giá cái, cái 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 cái, thu nhập ấy số tiền đấy là được như các bác thấy ấy, là được những ba mươi năm triệu cả một chén lẫn một nước là cái tháng trong cái tháng 6 này nha tính tính từ ngày 6 đi đó cái tháng này không đủ 10 nhát đâu em khoan thật chế độ khoan đề ba mà thì được năm triệu sang cái tháng thứ hai tháng thứ hai là tính từ ngày mùng 7 mùng 1 tháng 7 này đến ngày 30 tháng 7 thì được uh, 39 triệu 317 thì cái tháng này là mình nghỉ đi hai nhát nhá đó như các bác thấy ấy, vào cái ngày 19 này xong đến ngày 16 19 xong đến 24 luôn này 19 thì đến ngày 21 đó 21 rồi xong rồi bị mất đi hai anh hai 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 lần khoan đó cho nên là cái tháng này mất hai lần khoan nếu mà cộng thêm hai lần khoan phải hơn 40 triệu 39 triệu 317 nghìn đó sang bắt đầu sang đến cái tháng thứ thứ ba khai thác là vào ngày 2 tháng 8 này ấy. đến đến cuối tháng này em lại đọc cập nhật cho các bác xem thì trên tổng số là 1.200 cây thì anh thì, thu nhập như thế này thì quá ok rồi các bác ạ à. đó như những cái năm trước ấy như năm trước nha năm em sử dụng cái loại túi to cách đây 3 năm về trước nha thì vẫn sử dụng cái túi nhún vàng ấy sản lượng thì cực kỳ cao ui ôi cao ghê gớm lắm dẫn đến là hào phân đấy là bón phân hơi hơi yếu yếu tí mà cái dàn lá dàn lá không được tốt như mấy năm này mấy năm này là mình lấy đúng bài bản tìm ra cái sản lượng với lại độ chuẩn theo sức của cây rồi ấy là là là, là làm thích lắm các bạn đó đấy thông báo cho các bác về cái sản lượng ngày hôm nay được như thế thì bây giờ là tiến hành ngày đi bơm khí lại bơm khí lại nha sau 4 lần khoan là mình tiến hành là mình bơm, bơm bơm khí lại thì bây giờ để mà bơm khí chuẩn nhất ấy, bơm khí đúng bài bản ấy, thì thì khi mà mình khoan và mình chút mũ xong như thế này là để, để thêm một ngày nữa có nghĩa là mình khoan D3 ấy là mình cho, cho nghỉ một ngày thì ngày mai hoặc ngày ngày mai ngày mai mình bắt đầu mình đi bơm bơm lại khí nhá không không bơm lại ngày hôm nay đâu cho ngày hôm nay nghỉ đi đó mai mình bơm lại sau ngày mốt là mình tiến hành mình khoan là được rồi thế là ok nhất cứ mình bơm khí trước khi mình khoan là một ngày là ok nhất còn nếu bác nào thì bận quá bơm luôn cũng được nhưng chả vấn đề gì thì chẳng qua là cái mũi đầu mũi nhiều quá Thì mũi thứ hai giảm mạnh quá thì, đó. thì cơ bản là cái nhát ngày hôm nay là như thế. em quay thì cũng chưa được kỹ lắm, cho nên là các bác xem thông cảm cho nhé. thì các bác có nhu cầu tư vấn kỹ thuật hay là mua thiết bị khai thác mũi ozone khí của công ty vườn xanh tốt hãy liên hệ với em qua số điện thoại là 0368 986 353. Vâng, xin hẹn gặp lại các bác trong những video kỳ tới.